Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của tôi Nguyễn nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái loại dưỡng thể Vaseline cũng đang rất là hot, mẫu mới nhất năm 2024. Có một bạn bình luận kêu mình là review một cái sản phẩm gì đó thì mình cũng phải trải nghiệm. Có thời gian sử dụng mình mới lên clip mình chia sẻ cho mọi người được. Đây là sản phẩm Vaseline mà rất là hot và mẫu mới nhất của Vaseline Thái Lan nha. Đây thì như thế này là 300ml nha mọi người. Dưỡng thể serum cho nên là mọi người thấy cái chất này nó sẽ khác với những cái loại Vaseline khác, như loại Vaseline này là chất dạng cream thì nó sẽ khác, nó sẽ đặc hơn. 70x màu xanh ngọc này, đây là bản mới nhất năm 2024 thay với cái chai màu đỏ nha mọi người. Thì chai này sẽ có sự cải tiến trong bản thành phần, đó là thêm AHA, BHA và BPHA trong đây nữa, vừa dưỡng trắng vừa cấp ẩm và cũng như loại bỏ tế bào chết trên làn da của mình. Trong bản thành phần đầu tiên chính là niacinamide giúp dưỡng trắng, làm sáng da, làm điều màu da. Thành phần AHA, một cấu trúc phân tử thẩm thấu vào da giúp da cấp ẩm và giúp da mềm mại hơn. Phần BHA giúp loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn có trên da. BPHA loại bỏ những tế bào chết trên làn da nhạy cảm. Và một cái thành phần đó là glutathione, đây là một cái thành phần mà làm trắng và chống oxy hóa cực mạnh, giúp cơ làn da của mình nó trẻ hóa, trắng sáng mịn màng ha. Thành phần HA có trong đây cấp ẩm cho làn da, làm mướt mịn. Cuối cùng là chất tạo màng, chất nhũ hóa, hương liệu, chất bảo quản và màng lọc chống nắng. Cuối cùng là titanium dioxide. Sau cái khoảng thời gian mình trải nghiệm tầm khoảng gần 20 ngày á, thì cái sản phẩm này mang lại cho mình kết quả vô cùng là tuyệt vời luôn mọi người. Làn da của mình từ cái khô ráp á mọi người trở nên mềm mại giống như là nhung vải nhung vậy mọi người, rờ lên da rất là mịn luôn. Thì cái sản phẩm này nói về độ làm trắng thì hiện tại những cái loại dưỡng thể thì mọi người cũng biết rồi, khi mà mình trải nghiệm á thì mình cần phải có thời gian dài mình trải nghiệm. Đúng mà về độ làm mềm, cấp ẩm và mướt da thì mọi người sử dụng là tầm khoảng 10 ngày trở lên thì mọi người sẽ cảm nhận được cái làn da của mình nó mềm mại. Này thích hợp cho những bạn có làn da khô, ráp và đặc biệt là da nhạy cảm. Ưu điểm của cái sản phẩm này là không hề nuôi lông nha mọi người. Vaseline Glutathione 70x xanh ngọc trắng sáng mịn màng cho làn da, vừa trắng sáng vừa loại bỏ da chết, trắng an toàn không gây hại cho da, thoa lên thấm nhanh cực kỳ, không bết dích khó chịu, không chấm chít đỏ da. Tinh chất si dầm cấp ẩm cao, làm trắng từ sâu bên trong các tế bào của da. Dòng kem mới còn có tinh chất chống lão hóa da, chứa nhiều tinh chất làm trắng, phục hồi. Qua bản thành phần thì mọi người cũng thấy là trong đây toàn là những cái thành phần làm trắng và chủ yếu là cấp ẩm, cho nên mọi người muốn trắng an toàn, trắng một cách tự nhiên, trắng từ từ, cấp ẩm, dưỡng da mịn và da khỏe thì mọi người nên mua cái sản phẩm Vaseline này ha. Giá thành là cực kỳ là học sinh sinh viên luôn nha mọi người. Chai như thế này giá chỉ có 100 mấy ngàn thôi là mọi người có thể sở hữu một chai 300ml. Hiện tại mình xài, mỗi lần mọi người xài rất là ít, một lượng nhỏ thôi, mình có thể làm thoa hết body mình rồi. Này xài rất là tiết kiệm và rất là lâu. Mọi người mua về trải nghiệm thử ha. Video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Có yêu cầu mình review sản phẩm nào thì có thể là bình luận bên dưới để mình có thể làm theo yêu cầu của mọi người nhé. Bye bye mọi người.